Đường chuyền thoát pressing rất hay của Rodri và Kevin De Bruyne tung ra một pha dứt điểm xuyên qua chân của Fabian Schär. Quá đẳng cấp. Newcastle đang cố gắng gây ra nhiều sự khó chịu nhất cho đối thủ càng tốt. Đường chuyền rất tốt của Rodri, Kevin De Bruyne có khoảng trống. De Bruyne! Sự trở lại tuyệt vời của tiền vệ người Bỉ. Đó là khoảnh khắc xuất thần của một ngôi sao. Mùa giải năm nay không có nhiều sự thay đổi của Pep Guardiola mang lại sự khác biệt đến như thế này. Chỉ có hai cầu thủ vào sân thay người của Man City tính đến trước trận đấu này khi bàn từ ghế dự bị thôi. Và Kevin De Bruyne là người thứ ba. Đường chuyền thoát pressing rất hay của Rodri và Kevin De Bruyne tung ra một pha dứt điểm xuyên qua chân của Fabian Schär. Quá đẳng cấp. Tỷ số là 2-2. Màn ăn mừng đầy đắc ý của Pep Guardiola. Hai đội trở lại vạch xuất phát và sẽ còn hấp dẫn hơn trong những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Thời gian còn lại sẽ là hơn 15 phút nữa. Ý tưởng chuyền bóng của De Bruyne cho Kyle Walker đã không thể thành công. Thời gian bù giờ của hiệp 2 chỉ là 3 phút thôi. Đường chuyền của De Bruyne, Oscar Bob, 3-2. Màn ăn mừng như điên dại của Pep Guardiola bên ngoài sân. Liệu pha thoát xuống của Oscar Bob có việt vị hay không? Đó là một đường chuyền thiên tài của Kevin De Bruyne. Niềm vui vỡ òa của các cổ động viên City trên sân St. James Park. Hãy cùng xem lại tình huống này. Không hề có lỗi việt vị của Oscar Bob. Pha là bàn tuyệt vời. Bàn thắng đầu tiên của Oscar Bob tại Premier League. Một động tác về bóng từ chân trái sang chân phải để loại bỏ thủ môn trước khi dứt điểm. Một cầu thủ còn rất trẻ, sinh năm 2003. Xử lý vô cùng chững chạc, kỹ thuật và thực sự lạnh lùng. Đó là Oscar Bob. Hai sự thay đổi người của Pep Guardiola trực tiếp mang đến hai bàn thắng. Trận đấu thứ hai liên tiếp ngôi sao người Bỉ cho thấy tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn với Manchester City. Kevin De Bruyne trở lại và Manchester City đã trở lại. Tư thế bị dẫn bàn, sự xuất hiện của Kevin De Bruyne đã giúp cho Manchester City giành lấy 3 điểm từ tay của đội chủ sân St. James Park. Kevin De Bruyne khá nguy hiểm, bóng đã chạm vào hàng rào và nảy lên một chút. Sẽ có quả đá phạt góc. Lỗi rồi. Sam Barot. Rất nguy hiểm, cơ 2-0. Một pha đá phạt cực kỳ hay của các thủ Man City và đường chuyền đến từ Kevin De Bruyne. Julian Alvarez là người hưởng lợi. Chúng ta đã từng nói về những đường chuyền của Kevin De Bruyne xuất phát sẽ tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho những cầu thủ tiền đạo, trong đó có Erling Haaland. Và bây giờ là Julian Alvarez.
Một pha phối hợp đá phạt rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Và một lần nữa thì hàng phòng ngự của Burnley bị rơi vào trạng thái bị động. Vẫn là một pha dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo người Argentina. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên. Man City đang hoàn toàn thống trị trận đấu này. Jeremy Doku, cơ hội. Tình huống sai sót nơi hàng phòng ngự của đối phương. Và đây là một đường chọc khe dành cho Phil Foden. Phil Foden. Rodri. Một kịch bản khá giống với trận đấu lượt đi. Man City cũng có hai bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhờ công của Haaland. Và ở hiệp 2, Rodri là người đã ấn định chiến thắng 3-0. Adoné. Đang diễn ra. Phil Foden. Khi mà tỷ số đã là 3-0 thì bây giờ những cầu thủ áo xanh sẽ muốn có bàn thắng cho riêng mình. Tuyến này. Từ trước ngày hôm nay họ không thể có điểm thì họ sẽ cách nhóm an toàn tới. Nghiệp. Kevin De Bruyne. Jeremy Doku. Man City đang chơi bóng ma. Rất tốt. Kevin De Bruyne. Vẫn là De Bruyne. Bị mất thăng bằng nhưng cầu thủ người Bỉ vẫn có thể kiểm soát trái bóng một cách gọn gàng. De Bruyne. Đường truyền của De Bruyne. Nunes. Của Burnley tại ngoại hạng Anh đến từ những tình huống ngoài vòng cấm của Burnley sẽ giúp họ có thể khai thông được những tình huống không thể áp sát khung thành đối phương. Doku. Doku. Kevin De Bruyne. De Bruyne đã không thể vẽ ra một đường cầm hướng vào góc xa của khung thành.